Cảm ơn ông. Ừ, thôi được rồi, bây giờ hai cháu cứ nói cho ông nghe đi. Dạ, chị em cháu bị dì ghẻ hành hạ, Nhân bỏ chị cháu vào rừng, giết chết để không còn ai mét lại với cha. Vì tội lỗi của hai người. Do đó mà hai cháu sợ quá nên đành phải trốn đi, phải vậy không cháu? Dạ phải. Ờ, vậy chớ cha cháu tên chi mà rồi hiện nay ở đâu? Dạ thưa ông, cha cháu tên là Phạm Công, hiện đi đánh giặc lâu quá không thấy về. Phạm Công à? Ờ, trạng nguyên Phạm Công phải không cháu? Dạ đúng rồi, ông biết cha cháu à? Không, ông chỉ nghe chứ ông không biết. Rồi, cơm đây. Đó, cơm đó ăn đi hai cháu. Đó, thấy tội nghiệp không? Bà chủ quán thấy không? Hai đứa nhỏ này đâu phải là đi ăn xin. Đó, tội nghiệp không? Đó. No chưa? Dạ, dạ no rồi. Ừ, bây giờ hai cháu định đi đâu đây? Dạ, đi tìm ông ngoại, là quan chi phủ Huỳnh Vân. À ha, nói vậy hai cháu đây là con của tiểu thư Cúc Hoa đây mà. Dạ phải. Phải. Tội nghiệp, tiểu thơ mất sớm, hai cháu còn nhỏ quá, hèn chi. Nè, thôi để bây giờ ông chỉ đường hai cháu đi nghe không? Hai cháu qua khỏi cây cầu đằng kia đó, quẹo tay mặt đổ chừng một dặm, thấy cái nhà tường gạch lớn đó ha, cháu cứ hỏi ông lính gác cửa cho tôi xin gặp ông quan phủ Huỳnh Vân. Quan phủ Huỳnh Vân. Vào gặp quan phủ Huỳnh Vân để làm chi? Tụi bay định vào xin tiền hả? Đừng có giỡn mặt nghe chưa, đi vô khách chơi. Thưa chú, tụi cháu là cháu ngoài của quan phủ. Thiệt không? Cháu không dám nói láo đâu, xin chú làm ơn vào trình với ông ngoại cháu. Cháu ngoại hả? Thiệt không? Cháu ngoại quan lớn gì mà sao giống ăn mày quá vậy nè. Thôi được, đứng đó chờ đi, đừng có vô ẩu mà chó cắn nó nghe không. Vô lễ, ta là quan tri phủ, làm gì có cháu ngoại đi ăn xin ăn mày mà thưa với trình. Coi chừng đồ của nít ranh bày chuyện vào đây thừa cơ ăn cắp, đuổi chúng nó đi. Dạ, xin lỗi quan lớn, con sẽ tống cổ chúng nó đi ngay. Giỏi lắm. Cảm ơn ba. Tôi đi xin tiếp đi. Cảm ơn. Bây giờ em biết bài gì, em hát cho nghe một bài nghe. Dạ, để em hát. Con cái nhà ai mà tội nghiệp quá ha chị. Tội nghiệp quá. Bây giờ cháu xin hát bài... bài gì cũng được, miễn hay thôi mà. Má ơi có má đời con sướng vui, có má đời con ấm lòng, tha thiết yêu mẹ hiền người, con dám nâng lòng ơi. Má là dòng sông Yeah.
Mệt quá chị ơi, chắc em đi không nổi nữa. Em ráng chịu một chút, rồi chị sẽ cõng em đi. Chị em mình phải đi tìm cha chứ. Trời ơi, sao vậy nè? Con cái nhà ai vậy kìa? Cháu ơi, cháu nhà ở đâu? Cháu tên là gì? Con nhà ai mà đi lạc vào đây vậy cháu? Chị em cháu là Nguyên Xuân và Tấn Lực, con của Trạng Nguyên Phạm Công. Trời, con của Trạng Nguyên Phạm Công à? Hỡi ba quân tướng sĩ, ta truyền lệnh tất cả hãy sẵn sàng. Phen này ta quyết đánh đuổi giặc Hung Nô ra khỏi bờ cõi. Hãy thề quyết thắng. Quyết thắng, quyết thắng, quyết thắng. Hỡi ba quân tướng sĩ, hãy quyết tâm trừng trị, tiêu diệt bọn xâm lăng hiếu chiến. Bẩm Nguyên soái, lính tuần tra vừa dẫn đến hai đứa nhỏ tên là Nghi Xuân và Tấn Lực, xin gặp Nguyên soái. Nghi Xuân, Tấn Lực, hai con của ta. Trời ơi, đưa chúng đến đây. Tuân lệnh. Cha, sao đến nông nỗi này? Bẩm Nguyên soái, quân địch đang tiến tới gần. Các con theo cha. Tất cả ba quân tướng sĩ hãy chuẩn bị lên đường. Ngươi đang buồn vì vợ mới từ trần, lại vướng bận hai con còn nhỏ dại phải mang theo ra trận. Liệu còn tinh thần chiến đấu với ta chăng? Ngươi đừng nhiều lời. Ngươi đem quân xâm lấn nước ta, ta phải trừng phạt. Hẹn ngày ta quyết không tha. Yeah.